Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi Sam ơi, nhìn kìa, trước mặt chúng ta chính là ngôi làng Hero Team trong Mini World. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại á. Nhớ quá. Trời ơi, nhớ ngôi làng Hero Team trong Mini World quá bạn ơi. Ok, nhảy xuống nè. Biển ông với tôi hay ra ngoài để chơi nè. Đúng rồi, đây chính là cái bãi biển mà ngày xưa tôi với Sam hay ra ngoài đây rồi tắm biển nè. Trời ơi, nhìn nhớ quá mấy bạn ơi. Khoan, sao tự nhiên đây tôi thấy cây cối nó mọc tùm lum la. Rồi cái cầu trượt ở chỗ này nè Sam. Cái cầu trượt của chúng ta hay dùng để trượt nè, sao bây giờ tự nhiên nó bị bể mất tiêu rồi nè, nước chảy ra quá trời luôn. Chắc là chỗ này bị bỏ hoang rồi các bạn ơi. Ừ, đúng rồi, cũng lâu quá rồi, Hero Team bọn mình đâu có vào trong Mini World đâu các bạn. Hay, mấy bạn hãy thử tính xem từ bao lâu rồi Hero Team mình chưa vào trong Mini World ta. Tính ra là đến bây giờ chắc cũng được nửa năm rồi các bạn ơi, Hero Team bọn mình chưa quay lại làng Hero Team ở trong Mini World luôn á. Ôi ôi, sao sao? Đây, coi nè. Chỗ này giờ nó mọc nguyên mấy cái cây to đùng luôn nè Sam. Ui, như cây cổ thụ vậy, cao dữ. Wow. Ừ, tính ra lâu lắm rồi mình mới vô trở lại. Trời ơi Sam ơi, mấy con đường trong đây nhìn nè, trời ơi nó bị rồi sao ta, nó bị lún xuống hết luôn rồi nè, trời nó vỡ ra hết luôn rồi. Vô. Ôi sao mà sao tôi cảm giác làng Hero Team của chúng ta nhìn nó hoang tàn quá vậy. Trời ơi Sam ơi, Sam. Tính ra là bọn mình đi hình như là mới được người ta chưa được nổi một năm nữa mà sao làng Hero Team mình giờ nó biến thành khu rừng luôn rồi Sam. Trời ơi, khỉ kéo tới nó ở luôn kìa Phong. Ơi, khu du lịch sinh thái luôn kìa. Tôi thấy có mấy con khỉ nó vô trong làng mình ở luôn kìa. Đi vô. Mình đi vô mình xem coi. Ôi, gì đây? Trời, làng của tôi sao bây giờ nó lại biến thành như thế này? Oh my god. Trời ơi, mấy bạn nhìn nè. Mấy con đường nó bị vỡ hết trơn luôn, các bạn nó lún xuống đất hết luôn rồi. Rồi khỉ đâu nó vô nó vô trong làng. Ôi. Sao? Lại đây, có con khỉ nó treo ngược lại đó. Từ đó coi, có gì dơ vậy? Trời ơi, nhìn hay quá ha. Ôi mà khoan, tôi gì vậy? Mà làm gì vậy? Tôi sẽ lấy đầu. Trời ơi, lấy đầu thuốc nó đó. Rảnh quá. Ôi, mấy bạn ơi, nhìn nè. Đây là quán trà sữa Simmy nè, Sam. Nhìn nè, giờ cái nhà. Trời ơi, cái nhà của Simmy. Ui, có khủng long vậy à? Trời ơi, không ơi. Chết tôi rồi. Nó đuổi tôi kìa. Từ từ, để tôi tí. Để tôi tí, tôi sẽ đánh nó. Sam! Trời ơi, mày quánh mày. Mày hả mày? Mày dám mày cắn Sam của tao hả? Ok, đi qua Sam ơi. Tôi đánh con khủng long rơi xuống đó. Đi qua đây. Được rồi, sợ quá. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Đây là quán trà sữa Simmy nè các bạn. Mới vừa đi không được bao lâu mà bây giờ nó biến thành nhà hoang luôn rồi các bạn ơi. Đâu để mình vô trong mình kiểm tra coi còn gì không. Bên trong còn nguyên nha, còn PC nha, ở ngoài thì nát thôi. Ừ, bên trong nè, dàn PC đồ vẫn còn đồ nè. Nhưng mà bên ngoài thì nhìn nó nát hết rồi. Trời ơi trời, nó sập xuống hết rồi các bạn ơi. Để mình qua bên mấy ngôi nhà khác xem coi như thế nào. Ôi, Sam ơi, Sam. Đố bà, còn nhớ ngôi nhà là ngôi nhà của ai không? Mr. Dịch, trời ơi, vậy đúng mà. Đúng rồi, nhà của Mr. Dịch nè, nhưng mà... Từ, có con khủng long bên trong. Tôi thấy nha. Trời ơi, bà mà mở cửa ra con khủng long nó nhào ra cắn mình á. Ôi, thôi, chắc mình không dám vô nhà Dịch đâu các bạn ơi. Giờ nhà Dịch là khủng long nó chui vô nó ở luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời, khủng long vô chui trong nó ở luôn rồi. Nhưng mà nhà của Dịch hình như nó cũng biến thành nhà hoang luôn rồi các bạn ơi. Khổ ghê luôn á. Rồi cây cối nó mọc tùm lum tùm la xung quanh đây luôn. Trời ơi. Ôi nè, Sam. Cái này là cái hồ nước ở giữa làng nè. Bây giờ nó cũng bị bể ra hết luôn rồi nè. Ê, nhìn cái bên đâu kìa, nắp tương luôn. Trời ơi. Trời, cái này là Garmin House của Hero Team hả trời? Sao bây giờ nhìn nó nát bét luôn vậy bạn? Trời là trời. Tôi không kiểu còn thấy mới cho nó phong, kiểu ai mới cho mấy cái bom trong á. Tôi không thể nào nhận ra đây là Garmin House của tôi nữa rồi. Trời là trời. Mà khoan, từ Sam ơi. Quên mất. Có một chỗ rất là quan trọng mà túi bà từ nãy giờ chưa đi coi. Biết chỗ nào không? Chính là nhà của tôi với bà chứ còn chỗ nào nữa. Ha. Qua đây. Ôi, thứ quan trọng luôn á. Trời, bây giờ có nguyên một cái cây to đùng nó mọc ở trước nhà mình luôn Sam ơi. Dữ vậy trời. Bây giờ mình đi vô mình kiểm tra. Ôi, coi chừng té nha, bên dưới đây nguyên cái hố sâu lắm nè, coi chừng té. Trời ơi, nó mọc rêu rong kìa. Trời ơi, nó mọc rêu, mọc cây trong nhà mình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Ôi, cái phòng ngủ của tôi nè mấy bạn. Tính ra lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại á. Bây giờ bạn coi cái phòng của tôi nè. Đây, dàn PC của tôi ngày nào tôi vẫn hay ngồi ở đây tôi chơi game nè. Còn cái súng của tôi. Ủa? Sao mà vẫn còn giữ cây súng nè? Trời, nó còn trong này nè. Mấy bạn ơi,
mấy bạn có nhớ cái khẩu súng đại bác này không? Cái này là cây gì ta? Cây súng đại liên đúng không? Cây súng sáu năm đại liên. Ngày xưa bà Sammy bà hay dùng cái cây này để bà đánh tôi á các bạn. Trời ơi trời. Đó, giờ sao ghê luôn á. Bây giờ nó vẫn còn ở trong ngôi nhà này các bạn ơi. Còn đây nè. Đây chính là dàn PC mà tôi hay ngồi tôi chơi game, xong lúc nào bà Sam bà cũng la tôi nè. À, còn đây chính là PC của Sammy. Đấy. Wow. Đây. Đây nè Sam, tránh ra coi. Đâu gì? Đây là cái giường ngủ mà ngày nào tôi cũng nằm đây tôi ngủ khò khò nè, bà nhớ không? Trời ơi ngủ tôi quánh quá trời luôn, ngủ nhiều quá bị quánh. Ngày nào tôi ngủ bà cũng vô bà đánh tôi hết trơn á, nhưng mà giờ cái nhà của mình nó cũng nát bét luôn rồi bạn ơi, mái nhà đồ vỡ ra hết trơn luôn rồi. Ê, sao bà đẩy tôi Sam? Ủa tôi biết đâu. Kỳ cục à. Ê, Sam nhưng mà lạ nha, bà xuống đây, bà xuống đây. Tôi bảo bà nè. Đâu? Bà xuống đây. Sao tự nhiên tôi với bà đi hình như là rời khỏi ngôi làng Hero Team này, tôi bà đi cũng được khoảng gần nửa năm rồi đó, mà sao đồ ăn vẫn còn ở đây vậy? Cái gì kỳ vậy? Ai biết đâu, quay đồ ăn nó cứng thành đá luôn à Phong, tôi nhìn nó cứng như đá luôn là không thấy hả? Không, nhiều khi đồ ăn này còn ăn được á, thử coi. Nhầm. Ôi tàu lao luôn, nội bị điên hả? Trời ơi, đồ ăn thiêu rồi các bạn ơi, trời ơi là trời. Tôi chơi ngu rồi, trời ơi ghê quá. Trời, ủa mà khoan, từ Sam ơi, bà thấy trong nhà của mình không biết còn cái gì không ta, tôi lên tôi kiểm tra coi, nhiều khi tôi còn toilet nè, trời ơi toilet còn nuôi gà nè Phong. Trời ơi mấy con gà nó chui toilet mình nhà. Ê, cái miếng mật này đúng không, cái miếng mật này đó, cái này vui nè, cái gì à, đây cái này là căn hầm bí mật. Đây bây giờ mình thử mình chui xuống căn hầm bí mật coi sao bên dưới đây có gì không. Ok. Wow. Ủa cái gì đó, sao tôi không biết cái này à? Hả, cái này hả? Cái này là con robot mà tôi lần trước cái siêu nhân tứ trụ á, bà nhớ không? Đó, tôi đang có ý định là chế tạo con robot này để làm robot siêu nhân á. Nhưng mà tiếc ở chỗ á là cũng lâu rồi mình chưa quay lại, cho nên á là tôi đã không chế tạo kịp. Mà thôi, chắc là tôi vào lại Mini World một ngày á tôi sẽ chế tạo con robot này. Thôi rồi, bây giờ mình lên trên đi, căn hầm bí mật mình đã kiểm tra xong rồi. Lên trên. Ôi trời ơi, cái toilet ngày nào mà mình trốn vô đây, mình chạy, mình trốn, mà Sammy mình trốn vô đây các bạn ơi. Ok. Ôi trời ơi, nhớ quá bạn ơi, căn phòng của tôi. Ôi khoan từ, để tôi kiểm tra trong rương coi, nhiều khi trong rương nó có tiền sao bạn. Ôi dạ, trong rương nó không có gì hết trơn các bạn ơi, còn này sao. Ui, cây rìu cuồng phong. Trời ơi, mấy bạn có nhớ cây rìu này không? Trời ơi, tôi bảo đảm nha, bạn nào mà là fan cứng của series siêu nhân tứ trụ thì chắc mấy bạn cũng biết đây là cây rìu của ai đúng không? Đây, xin giới thiệu bạn. Đây chính là cây rìu của tôi á, ngày xưa tôi dùng cây rìu này để tôi đánh yêu quái đó, sao không nhớ hả? À, còn cái này là cây súng đại bác của Sam nè. Đây tôi lấy cây súng đại bác cho Sam nè. Đây, bây giờ Sam giữ cái súng đại bác đi. Nhìn nhớ quá. Em bây giờ đi tìm cái con yêu quái mình giết chơi không? Trời ơi, lại kỷ niệm. Bây giờ ngôi làng mình trở thành ngôi làng hoang luôn rồi, đâu còn ai sống đây đâu mà còn yêu quái trời. Ủa mà khoan từ Sam ơi, để tôi đi vòng vòng coi xung quanh đây nó có gì đặc biệt không. Nãy nha, tôi để ý là ở bên đây nè, có cây hoa anh đào nè, nó có mấy cái trái đào nè, ngày xưa tôi thấy đâu có ta, sợ giờ có. Đúng rồi. Rồi tôi đặt rồi, đẹp quá ha. Trái đào nè. Hay da. Bạn thử coi. Trời ơi, ngon quá. Ngon. Hái về để đưa cho Sim ăn. Đúng rồi, hái về trời ơi. Rồi. Ngày đầu tiên. Ngày xưa là Tôn Ngộ Không đi hái đào, bọn mình bây giờ cũng đi hái đào bạn ơi. Trời ơi nhiều đào quá. Trời ơi, mấy quả đào nè. Tôi ăn thử coi. Mà cái trái đào này to hơn cái đầu tôi luôn sao? Ủa sao to dữ vậy ta? Ủa trời ơi. Ăn ngon lắm Sam ơi, ăn ngon lắm. Trời ơi, ngon dễ sợ. Mà. Trời ơi. Còn cái gì để hái không? Qua đây. Bên đây nè. Qua đi theo tôi. Bên đây tôi để ý nãy là bên đây có cái trái gì nữa nè. Đây cái trái gì đỏ trên cây nè. Ủa trái táo, đẹp nhở? Trái táo hả? Đâu đập ở thôi. Ủa, có được cái trái táo không? Ủa sao nát bét vậy? Ủa, sao đập không được trái táo vậy? Ồ, không được. Tôi đập tôi không lượm được cái trái táo nữa hết trơn à. Ủa, ta cần kéo cắt ta. Sam. Ừ. Nhìn nè. Ủa, có bướm bướm. Trời, bây giờ Mini World có cả bướm bướm luôn bạn ơi. Trời, tính ra giờ mình mới vô mình mới để ý là có bướm bướm luôn nè bạn. Đẹp ghê á. Wow, xịn quá à. Để tôi đi vòng vòng xung quanh đây coi, tôi nhớ là ở chỗ này còn nhiều mấy cái chỗ mà bọn mình chưa khám phá nè Sam. Hình như tôi nhớ chỗ này là nhà của cái ông phù thủy nè, bên kia là trường học nè, còn ở đây ở đây là cái chỗ nào lạ quá ta, để tôi chui tôi coi. Ui, cái chỗ này là chỗ bán đồ chơi nè Sam, tôi nhớ rồi nè. Đâu? Ủa cái con gì ạ? Ui, con gì cắn tôi Sam ơi. Ôi trời. Ai biết? Ủa gì vậy? Tôi thấy gì đâu? Có con gì nó cắn tôi xong nó làm ui, nó làm tôi cái gì vậy? Ui, tôi phải để chấm hỏi. Ui, Sam ơi, bây giờ trong Mini World có cả chim luôn nè, nó bay luôn nè. Wow, nó đẹp vậy. Ủa sao không chim nhìn nó đụng nó bay kỳ vậy, nó bay mà nhìn nó đụng đầu vào tường vậy?
Trời, nó muốn bay ra ngoài nhưng mà mấy con này ngu quá, nó bay tung vô vô trần nhà hoài. Cái mặt kìa, cái mặt đó kìa, dễ thương vậy. Ôi ơi, thôi kệ đi, bà đứng ra tí nữa nó ị lên đầu à. qua đây. Ôi, đây đẹp quá. Ủa Sam ơi, Sam. Ôi, cái này là cái cục đá hay là con gì vậy Sam? Cái gì vậy? Con cua, như con cua, con cua núi, gì ta, cái núi gì ta, núi lửa nè Phong, trời ơi. Nó quánh ông phát ông nằm luôn. Trời ơi là trời, cái con này tao làm thịt mày mới được, mày. Ôi, mày hả mày? Mày không biết tao là siêu nhân tứ trụ mày dám cắn tao mày. Ôi trời ơi. Bên đây nhiều nè Sam ơi, bên đây quá trời luôn nè. Trời ơi trời. Ơi, nhưng mà từ nãy giờ không? Hả? Cái này hả? Hình như không ăn được. Hình như con này là nó được làm từ gì ta? Lava núi hay lửa. Sao á? Cái núi lửa mình không ăn được. Trời ơi trời. Hình như là để chế vũ khí thôi hay là để làm gì á? Ê cái con gì vậy? Con gì kìa? Con gì kìa? Cái con nhỏ nhỏ hồi nãy cắn tôi nè. Quýnh nó. Ok. Trời ơi trời, nhớ quá bạn ơi. Giờ á bạn, mình không biết sao nha, nhưng mà ngày xưa á, nếu như bạn nào mà còn xem mình lúc mà mình còn làm mini world á, thì bạn có thể thấy rằng là làng Hero Team chúng ta là một ngôi làng rất là đẹp, rất là bình yên luôn. Bây giờ á, sau một thời gian Hero Team bọn mình không vào trong mini world nữa, thì giờ nó đã trở thành một ngôi làng gọi là hoang tàn luôn rồi bạn ơi. Chắc là một ngày nào đó mình sẽ phải kêu tất cả thành viên của Hero Team quay lại vào mini world mới được. Chứ không thôi á, để ngôi làng như thế này mình nhìn mình buồn quá mấy bạn ơi. Ê, tính ra tôi đang nói chuyện bà ăn luôn hả Sam? Tính ra tôi đang nói chuyện luôn á. À, trời ơi, mà nghe ngon quá à. Con gái sứa gì đâu mà, gì đâu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn vậy. Từ tôi vô tôi coi. Cái này là cái quán cà phê nè, bây giờ cũng không ai sống đây luôn Sam ơi. Ồ, để coi trong đây có cái gì không? Ui, còn gì mình ăn không? Có nước nè Sam. Để tôi lấy cái nước này tôi uống thử. Cái nước này nước gì à? Cái này cái gì tôi, cái này cái gì tôi quên rồi ta. Cái nước này, cái nước này mình uống cho mình hồi máu nè Sam. Cái này là gì ta, tôi quên rồi ta. Cái này là chả. Ôi trời, tôi quên rồi biết. Trời ơi, bà uống cái nước gì vô xong bà biến thành ác quỷ rồi, bà hiện nguyên hình rồi, các bạn thấy không? Đây là hình dạng thật của Sammy nè. Cái tôi. Trời ơi, tôi bắn không? Mà không bắn được luôn. Trời ơi, Sammy, không sống được. Sammy xấu xí các bạn ơi, giờ Sammy biến thành con này nè. Không chịu đâu, tôi sẽ cắn ông thành nát cái đầu. Tôi thách bà cắn được tôi luôn. Trời. Ok. Hey. Sam ơi, bây giờ tôi nghĩ rằng là cũng chiều nè, thôi giờ tôi nghĩ là tôi với bà nên về nhà lại, về lại cái ngôi nhà của tôi với bà đi, không thôi tí nữa ha là trời tối là mình về nhà không kịp đâu. Rồi ngày mai có gì mình kêu Hero Team vô đây dọn dẹp lại ngôi làng ha. Ok. Đi. Về nhà, nhà thôi. Ôi. 12 o'clock midnight. Sam ơi, từ nãy giờ bà nghe tiếng vô vậy? Sao tôi để ý là bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm rồi. Mà trong làng mình làm gì có ai đâu, sao tôi cứ nghe cái tiếng gì nó cứ lợp cợp ở bên dưới nhà, bà có nghe không? Có, tôi có nghe mà. Ừ, tôi nghe cái tiếng gì, phải đâu, tôi ra ngoài tôi coi. Hình như là chẳng lẽ trong đây có người. Ui, sao, thấy cái gì này coi nè. Sao tự nhiên, cái gì hả? Sao tự nhiên về trong làng mình nhiều quái vật quá vậy? Từ, đúng rồi các bạn ha, tính ra là buổi tối quái vật xuất hiện trong làng là đúng rồi. Nhưng mà tại sao ở đây nó lại nhiều quá mức vậy? Ui, Sam ơi, tôi hiểu rồi. Có khi nào là Hero Team bọn mình đã rời bỏ ngôi làng này quá lâu, cho nên là bọn quái vật nhân cơ hội đó bọn nó đã xâm chiếm ngôi làng này không? Cho nên là bây giờ ngôi làng nó mới hoang tàn như thế này nè, đúng không? Hóa ra là vậy. Trời, hèn gì làm mình ghê quá à. Trời ơi, chứ chẳng lẽ giờ tôi bà đi có gọi là sao ta, chưa được nửa năm nữa mà ngôi làng nó lại trở thành một cái ngôi làng hoang như thế này, đâu thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn là bọn quái vật đã đến đây tấn công ngôi làng rồi. Ok. Bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi với bà phải làm nhiệm vụ rồi Sam ơi. Ok, rồi, đứng vô nè, chuẩn bị nha. Đây. Siêu nhân tứ trụ biến hình. Hey da, ok bạn ơi, và cuối cùng thì siêu nhân tứ trụ cũng đã quay trở lại rồi đây mấy bạn ơi. À khoan từ, bây giờ thêm Sammy nữa là đã 5 người rồi. Bây giờ không gọi là siêu nhân tứ trụ nữa mà phải gọi là siêu nhân 5 trụ. À khoan, nghe nó hơi sai. Thôi mệt quá, mấy bạn muốn đặt tên là gì mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Nói chung là siêu nhân tứ trụ đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hết cái bọn quái vật ở bên dưới kia để có thể bảo vệ cho ngôi làng Hero Team, hiểu không Sam? Hiểu. Hiểu đúng không? Rồi ok. Mấy con quái vật này dám đến ngôi làng của ta để phá hủy ngôi làng ta hả? Đây. Đây xuống đây. Ui trời, quái vật nè, chém một phát chích queo luôn. Qua đây Sam ơi, qua đây. Ui trời. Đây. Quái vật nè. Ôi trời mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy mình ghê không? Mình vẫn mạnh như ngày nào các bạn ơi, chém phát quái vật chích queo luôn. Ôi trời, mấy con quái vật lại thế nào?
lại đây, chém phát chăng lên trời luôn. Ui trời còn đông thế. Còn đông cũng chết thôi. Xuyên tứ trụ mà này nè, bay lên trời hết nè. Ok. Chạy 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 qua đây Sam ơi. Ở chứ ở bên đây vẫn còn đông quá nè. Quá trời quái luôn nè. Quái vật hả? Ui, ăn ngang nha. Ơi con nhện nó cắn tôi. Ui trời trời. Con ma sói này nó khỏe quá ta. Tôi chém nó văng lên trời luôn. Ok, qua đây qua đây qua đây. Trời, sao tiên ma sói xuất hiện nhiều quá vậy? Ủa bình thường chỉ có Siro biết hành ma sói thôi chứ sao mấy con này biết mấy con ma sói ở đâu ra nhiều quá vậy? Quái vật bộ xương bắn cung hả? Trời nó bắn. Ui không chạy đâu kìa. Nó bắn tôi chạy rồi. Ai? Trời đâu quá đâu quá. Qua đây qua đây qua đây. Ui nó đang tấn công mấy con khỉ kìa. Khỉ ơi, chạy đi khỉ. Chạy đi. Trời ơi mấy khỉ đứng đây chơi luôn kìa. Trời ơi, này thì dám tấn công mấy con khỉ hả? Trời mấy con khỉ nó vô tội mà tụi quái vật cũng không tha nữa. Này thì quái vật nè. Qua đây Sam, qua đây qua đây. Ui quái vật Sam ơi, bắn. Trời nó đuổi tôi kìa. Mày. Trời ơi tấn công bất ngờ quá, nó tấn công bất ngờ quá, tôi chưa kịp chém vào nó nữa. Nè, để tôi. Này thì lại gần ta nè. Chém một phát là bay lên trời luôn. Lại đây. Giả nhân nè. Ủa, kiếm ma sói nè. Sợ luôn á. Trời ơi, tôi không xịn hai xịn. Ma sói nè, giả nhân nè. À, lại đây con ma sói kia, lại đây. Lại đây, một phát trời một. Xin lưng. Ui, trời ơi, giật hết cả mình. Xém chết. Ôi Sam ơi, quái vật đông quá. Tôi nghĩ giờ mình không nên ở ngoài đây đâu. Bây giờ mình nên chạy vô trong siêu thị, mình trốn tí đi. Ôi, có con heo zombie nè. Heo zombie hả? Giả nhân hả? Chạy đi. Ui trời. Ui, quái đói quá, có gì ăn không? Vô đây, trong siêu thị đầy đồ ăn cho bà ăn luôn. Ôi mà khoan từ, trước khi mình lấy đồ ăn á thì bây giờ trước tiên nha, mình sẽ phải cần đem mấy cái ghế nè, mình chặn cái cửa lại, không thôi mấy con quái vật nó chui vô cắn mình đó. Nhanh lên ra ngoài chặn cái cửa lại, không thôi mấy con quái vật nó chèn vô giờ. Ui chưa kịp nổi cỏ rồi kìa. Đông quá sao ơi, bắn. Ok, tôi chặn lại. Trời ơi nó đông quá mấy bạn ơi, mấy con quái vật nó xuất hiện đông quá. Ê tôi chặn cửa lại mà nó không chui được đâu. Chặn cửa lại. Ui mày quá trời, vừa kịp luôn kìa. Trời ơi, vừa kịp lúc chặn cái cửa này luôn bạn ơi, may quá. Đặt thêm đây. Đặt. Chặn cái cửa lại, không cho mà nó vô. Để tôi. Bây giờ tránh. Để tôi chém vào đó. Ôi, siêu nhân tư trụ. Chà. Rồi xong rồi, để tôi đặt. Bọn nó văng ra hết trơn rồi. Rồi đóng lại. Có đặt được không? Đặt cho tôi đi. Cái bàn tôi đặt cũng được. Đây, tôi chặn lại cho. Trời ơi, Sammy này. Đây, đó, ok, chặn lại. Ôi, ok. Tôi nghĩ vậy là an toàn á, mà nó không có chui vô được đâu. Ôi trời ơi bạn ơi, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây. Chưa gì mà thấy ngôi làng heo tim xuất hiện quá trời quái vật luôn bạn ơi. Kiểu này là không được rồi. Vậy chẳng lẽ làng heo tim đã biến thành vùng đất chết thứ hai rồi sao? Ôi trời, nguy hiểm quá. Chắc là có lẽ bây giờ á, tôi với bà phải núp ở trong đây chờ đến sáng thôi mình mới ra ngoài được Sam ơi. Hiểu không? Hiểu. Ôi trời ơi, may quá mấy bạn ơi. May mà mình với Sammy chặn cái cửa lại kịp. Không thôi là mấy con quái vật nó tràn vô đây, cái là nó ăn thịt mình với Sam luôn á bạn. Nhưng mà tôi không hiểu sao tự nhiên đây quái vật xuất hiện nhiều ghê luôn á Sam. Chẳng lẽ là không có một mình ở đây cho nên mấy con quái vật nó kiểu như là không có ai, cho nên lại vô nó xâm chiếm ngôi làng mình luôn rồi đó. Chẳng lẽ giờ ngôi làng mình biến thành làng quái vật luôn hả? Không phải còn là làng Hero Team nữa rồi. Đúng không? Tôi nghi là mấy bọn này nó kiểu là gặp cái làng mà thấy đẹp còn nó chiếm đóng làng mình luôn á. Trời ơi. Hèn gì cái Gaming House bọn mình bị bọn nó chiếm đóng, hèn gì Gaming House nát bét luôn. Trời ơi tức quá bạn ơi, kỳ này mình phải tiêu diệt hết bọn nó để lấy lại ngôi làng mới được. Thôi, còn bây giờ thì chắc là bây giờ tôi với bà kiếm gì đó ăn tí đi, để đến sáng rồi mình ra mình tiêu diệt mấy con quái vật tiếp, hiểu không? Tôi đói quá. Ok đi kiếm gì đó ăn đi, chắc tôi phải kiếm gì đó ăn đây.